Xin chào các bạn, hiện mình đang ở Mã Lò, Bình Tân nhé. Và sáng hôm nay nhà mình ăn sáng ở một ngã tư, đầu ngã tư trên đường Mã Lò. Và món mà mình ưa thích nhất đó là bánh cuốn nóng. Một quầy bán bánh cuốn nóng trên vỉa hè đường Mã Lò, rất là ngon nha các bạn. Nên là mỗi khi đến đây thì mình hay ăn sáng bánh cuốn nóng chả lụa. Và quầy bán ở đây rất là ngon và giá cũng bình dân lắm. Nên là mình xin phép chia sẻ cùng với các bạn nhé. Rồi, các bạn nhìn thấy hai dĩa bánh cuốn nóng rất là hấp dẫn ha. Chả lụa, rồi chả giò. Có nem nữa các bạn, nhưng mà nhà mình thì không ăn nem. Các bạn thấy là chén tương ớt rất là hấp dẫn ha. Đó. Nước mắm thì để ở trong ca có nắp đậy, rất là vệ sinh nha các bạn. Tuy là trên vỉa hè nhưng mà mình nhìn thấy rất là vệ sinh luôn. Bây giờ thì mình sẽ chan nước mắm ớt vào bánh nha. Trộn đều lên. Chả lụa nè. Rồi rau, giá, dưa leo, nhưng có chả giò nữa. Rồi, một cuốn bánh rất nóng, mềm dai, hòa quyện với nước mắm tương ớt thơm ngon. Con gái thì không có ăn rau, chỉ ăn giá trụng thôi, không ăn rau sống. Chả lụa ở đây rất là ngon các bạn, thơm ngọt dai. Chả lụa rất là mới, còn nóng hổi luôn á. Rồi mình bắt đầu thưởng thức nha. Đây, ở quê mình thì mình ở chợ quê mình á là không có bán bánh cuốn nóng, chỉ có bán bánh ướt chả lụa thôi. Còn bánh cuốn nóng thì ở chợ quê nhà mình á thì không có bán. Mình thì rất là thích ăn sáng với món bánh này. Còn ở thành phố thì các bạn đi trên các vỉa hè, những góc phố hoặc là những tiệm thì các bạn thấy rất là nhiều người ta bán bánh cuốn nóng chả lụa rất là ngon các bạn. Dĩa, một dĩa vậy có 20k thôi các bạn, giá rất là bình dân luôn á. 3 miếng chả lụa nha, 2 chả giò, rồi có nem nữa. Nhưng mà mình thì không có ăn nem. Chả giò ở đây chiên rất là giòn các bạn. Đặc biệt là nước mắm ngọt ngon ngót, cay, rất là vừa miệng luôn. Ăn bánh ướt cũng như là bánh cuốn nóng thì chúng ta sẽ chan nước mắm cho nhiều một chút, cho ngập cả dĩa như thế thì mới ngon, mới hấp dẫn. Và hành phi ở đây giòn và thơm các bạn, không có bị đắng. Nghĩa là phi cái hành phi nó vừa tới thôi. Còn nhiều khi nếu mà mình phi hành phi nó khét quá thì ăn nó có cái vị đắng. Lần nào lên thành phố thì chị hai cũng mua về hoặc là dẫn mình đến đây ăn. Bởi vì chị hai biết mình rất là thích bánh cuốn nóng. Đây là một trong những món khoái khẩu của mình mà. Các bạn thấy nước mắm để trong một cái ca có đậy nắp để rất là vệ sinh luôn ha. Và khi mình
rót vào cái vỉa nhỏ thì cũng rất là tiện. Mình ăn bao nhiêu thì mình rót bấy nhiêu. Quán vỉa hè nhưng mà rất là sạch sẽ nha các bạn, gọn gàng, ngồi ăn sáng cũng rất là thoải mái. Chả giò ở đây chiên giòn tan vậy đó. Kho hộp khăn giấy luôn. Rất là đầy đủ nha. Thì có thêm chả giò thì tăng thêm cái độ béo cho cái dĩa bánh cuốn. Đủ hương vị hết các bạn. Chua ngọt rồi thơm rồi có độ giòn, độ dai, độ mềm hòa quyện với nhau như thế tạo thành một cái món bánh có thể nói là bánh cuốn nói là truyền thống. Tại sao khi mà ăn sáng xong thì kẹt xe rất là may mắn luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn nhé.